Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ ba, ngày 10 tháng 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Công bố quyết định sáp nhập trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hưng Yên vào trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên và đổi tên thành trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương khu dân cư tiêu biểu. Danh nhân Triệu Quang Phục và công cuộc khôi phục nhà nước Vạn Xuân. Hợp tác xã rau an toàn Tiền Tài thị trấn Khoái Châu liên kết sản xuất dưa cho hiệu quả kinh tế cao. Hưng Yên đảm bảo chất lượng nước sạch cho người dân sử dụng. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên tổ chức lễ công bố quyết định sáp nhập Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hưng Yên vào Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên, đổi tên thành Trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên và khai giảng năm học 2019-2020. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Hào, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Phóng đã trao quyết định số 836 ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sáp nhập Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hưng Yên vào Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên và đổi tên thành Trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên, cho quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm đồng chí Lê Hoàng Hà giữ chức hiệu trưởng và quyết định bổ nhiệm hai đồng chí Phó Hiệu trưởng nhà trường. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh việc sáp nhập và đổi tên thành Trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên là nhằm khắc phục được những hạn chế yếu điểm hiện tại của hệ thống giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nói chung và của hai trường nói riêng, góp phần thu gọn đầu mối các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, sắp xếp kiện toàn lại bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế, cơ cấu lại ngành nghề đào tạo. Năm học 2019-2020 là năm khai giảng đầu tiên của Trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thầy trò nhà trường tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động, nhanh chóng hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo quy định của điều lệ trường cao đẳng, xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động theo cơ chế tự chủ, sắp xếp vị trí việc làm phù hợp, đúng quy định, chọn người hiền tài, xác định rõ vị trí, trách nhiệm nòng cốt, đào tạo nhân lực cho ngành giáo dục văn hóa của tỉnh. Có kế hoạch thực hiện các mô hình liên kết đào tạo và hướng tới mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo, xây dựng đề án thành lập trường thực hành liên cấp chất lượng cao, trực thuộc để nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo. Đối với các em học sinh, sinh viên, cần xác định mục tiêu học để làm người, để làm việc, để xây dựng tương lai cho bản thân và cống hiến cho xã hội, góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương khu dân cư tiêu biểu trong thực hiện phong trào xây dựng khu dân cư 3.0 giai đoạn 2014-2019. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Xuân Sảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện phong trào khu dân cư 3.0, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ của các tổ chức thành viên, sự đồng tình ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Nội dung phong trào thiết thực, sát với thực tiễn và đáp ứng nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân ở khu dân cư. Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phát động phong trào thi đua xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Qua phong trào nhằm phát huy hơn nữa vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, huy động tốt các nguồn lực trong nhân dân với sự hỗ trợ hiệu quả của nhà nước để phục vụ lợi ích của người dân, khẳng định vai trò trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc trong vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Tại hội nghị đã có 50 khu dân cư được tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vì có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng khu dân cư 3.0 giai đoạn 2014-2019. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương và chúc mừng thành tích mà các khu dân cư đạt được trong thực hiện phong trào xây dựng khu dân cư 3.0. Đồng chí đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục
tuyên truyền chỉ thị nghị quyết đại hội các cấp, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm của địa phương gắn với tuyên truyền thực hiện phong trào thi đua xây dựng khu dân cư 3.0, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm trọng dân, gần dân, sát dân, kịp thời phát hiện mô hình hay, cách làm tốt để kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng. Ngày 11 tháng 9 tại huyện Khoái Châu, tỉnh ta tổ chức hội thảo khoa học Triệu Việt Vương và căn cứ Dạ Trạch. Nhân dịp này, mời quý vị và các bạn tìm hiểu đôi nét về Triệu Quang Phục và công cuộc khôi phục nhà nước Vạn Xuân. Triệu Việt Vương, tên thật là Triệu Quang Phục, là con của Thái Phó Triệu Túc, người huyện Chu Diên, tức vùng Hưng Yên ngày nay. Ông được sử sách mô tả là người uy hùng sức mạnh. Cha con ông là người đầu tiên đem quân tham gia cuộc khởi nghĩa của Lý Bí. Triệu Quang Phục lúc đầu theo cha đi đánh giặc có công, là một tướng trẻ có tài nên được Lý Nam Đế tin dùng làm tả tướng quân. Đầu năm 545, quân Lương xâm lược Vạn Xuân, cuộc kháng chiến của nhà Tiền Lý thất bại. Lý Nam Đế phải lẩn tránh ở động Khuất Lão thuộc tỉnh Phú Thọ ngày nay và giao binh quyền cho Triệu Quang Phục. Công việc đầu tiên mà Triệu Quang Phục phải tập trung giải quyết chính là tập hợp lại tàn quân đang tàn tác và tàn mát của Lý Nam Đế để đối phó lại các cuộc truy quét và vây giáp của Trần Bá Tiên, tướng của nhà Lương phía Trung Quốc. Vốn thông thuộc vùng sông nước Chu Diên, Triệu Quang Phục quyết định chuyển hướng chiến lược, thay đổi phương thức tác chiến cũ là phòng ngự, cố thủ hay tập trung lực lượng quyết chiến với địch. Ông đưa hơn 1 vạn quân từ miền núi về đồng bằng, lập căn cứ kháng chiến ở vùng đầm Dạ Trạch, tỉnh Hưng Yên. Cái vùng đầm Dạ Trạch này đấy, với cái vùng trung tâm của Hà Nội, thông qua cái dòng sông Hồng ấy, thì có thể nói rằng là nó là rất gần và nó là rất tiện. À, cái chỗ này là cái chỗ mà có thể lấy là phòng thủ là hết sức hiểm yếu và lợi hại, nhưng mà lại rất gần cái trung tâm đóng quân, cái đại bản doanh của quân Lương, và lúc này do Trần Bá Tiên cầm đầu. Quân Lương ấy thì phải nói rằng là đấy là một cái đội quân rất mạnh, nhưng mà là đội quân quân đi bộ, quân đánh bộ. Đó. Nó sử dụng cái lực lượng ngựa chiến là chính. Cho nên là mặc dù là biết ấy là Triệu Quang Phục ấy là đang ở cái khu vực đầm Dạ Trạch, mà sử chép ấy đầm Dạ Trạch ngày trước là cái huyện Chu Diên, mà tương truyền rằng ấy là ông Triệu Quang Phục cũng là người của huyện Chu Diên. Triệu Quang Phục về đây là về quê. Và ông là cái người mà nắm đường đi lối lại, nắm hết thông thổ, rất thạo cái địa hình địa vật ở vùng này rồi. Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam từ Lý Nam Đế qua Triệu Việt Vương đã có sự chuyển hướng chiến lược, thay đổi địa bàn và cách đánh. Lập căn cứ kháng chiến ở đồng bằng, đó là kế sách dụng binh hết sức mưu lược và sáng suốt của Triệu Quang Phục. Đưa quân xuống đồng bằng, Triệu Quang Phục không áp dụng phương thức tác chiến phòng ngự, cố thủ hay tập trung cho lực lượng quyết chiến với địch. Kế sách của ông nói theo ngôn ngữ quân sự hiện đại là đánh lâu dài và đánh tiêu hao, đánh kỳ lập làm phương thức tác chiến chủ yếu. Năm 548, bên Triều Lương Trung Quốc xảy ra loạn hầu cảnh, số đông quý tộc nhà Lương bị giết chết, bọn cường hào địa phương nổi dậy khắp nơi. Quan tướng các châu, trong đó có Trần Bá Tiên, kéo quân đổ về Kinh Sư với danh nghĩa cứu viện Kinh Sư, dẹp loạn hầu cảnh, rồi nội chiến liên miên. Trước thời cơ đó, Triệu Quang Phục từ căn cứ Dạ Trạch đã tung quân ra, mở một loạt cuộc tiến công lớn vào quân giặc, giết tướng giặc là Dương Sản, thu lại Châu Thành Long Biên, đuổi giặc ngoại xâm, giành lại quyền tự chủ trên toàn đất nước. Đây là một cái cuộc chiến tranh du kích đầu, có thể nói là vào loại đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, và cũng là có thể nói là cuộc chiến tranh du kích vô cùng hiệu quả. Và có thể nói là chúng ta đấy đã từng bước, đã dần dần đấy làm hao tổn cái lực lượng của quân Lương, tiêu diệt cái lực lượng của quân Lương. Và chính vì thế mà Triệu Quang Phục ấy rất là xứng đáng ấy được nhân dân tôn vinh, đất nước tôn vinh là Triệu Việt Vương, vị vua mà nói là có cái công khôi phục lại cái nhà nước Vạn Xuân, khôi phục lại nền độc lập thống nhất của dân tộc. Và có thể nói đấy là mở đầu một cái truyền thống chiến tranh du kích, nhưng mà lại phát triển lên thành ra một cái cuộc chiến tranh tổng thể đấy, để mà giải phóng đất nước, khôi phục lại nền độc lập dân tộc. Năm Tân Mão 571, sau khi đã hoàn tất công việc chuẩn bị, Lý Phật Tử bất ngờ tổ chức lực lượng đánh úp Triệu Việt Vương. Triệu Việt Vương do không có chuẩn bị trước,
đã không chống đỡ nổi cuộc tấn công của Lý Phật Tử, đành phải theo dòng sông đáy chạy về phía cửa sông. Đến cửa biển Đại Nha, khu vực Độc Bộ, xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, thấy quân của Lý Phật Tử đã bám sát, không còn đường nào khác, Triệu Quang Phục phải giao mình xuống biển. Đây là sự mất mát không gì có thể bù đắp được cho đất nước, cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc đang phát triển, cho nhà nước Vạn Xuân, hơn lúc nào hết đang cần con người, đức trọng, tài cao, có đủ uy tín, tập hợp dân chúng và có nhiều kinh nghiệm trong cuộc đọ sức trường kỳ với các thế lực xâm lược và đô hộ phương Bắc. Người đời sau lập nhiều đền thờ Triệu Việt Vương, tập trung chủ yếu ở tỉnh Nam Định và Hưng Yên, Ninh Bình. Tỉnh Hưng Yên hiện có 2 ngôi đền thờ ông, ngoài ra còn có nhiều ngôi đình làng thờ hoặc phối thờ ông, hàng năm vào ngày 13 tháng 8 âm lịch. Ở các di tích thờ Triệu Việt Vương đều tổ chức lễ dâng hương và mở hội để tưởng nhớ ngày mất của người anh hùng dân tộc Triệu Việt Vương. Chương trình thời sự xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Để hướng tới phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa bền vững, những năm qua, huyện Phù Cừ đã đẩy mạnh việc thành lập các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn. Hiện toàn huyện có 8 hợp tác xã nông nghiệp đã được chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Các hợp tác xã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp hoạt động chính trong việc sản xuất tiêu thụ các nhóm sản phẩm như nhãn, cam, bưởi các loại, cá giống, cá thương phẩm, vải lai chín sớm, vải trứng, dưa lưới, dưa vàng, rau an toàn. Tham gia hợp tác xã, người nông dân được tập huấn về kỹ thuật sản xuất, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động nên năng suất chất lượng sản phẩm được nâng lên. Một số hợp tác xã bước đầu ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, chủ động tìm kiếm thị trường cho nông sản, nhờ đó sản phẩm làm ra cũng dễ dàng tiêu thụ hơn và đều có doanh thu mỗi năm lên đến hàng tỷ đồng. Như hợp tác xã An Thịnh Phát, xã Tống Chân, hợp tác xã nông nghiệp Ngũ Phúc, hợp tác xã nông nghiệp Thắng Lợi, xã Tam Đa, hợp tác xã thủy sản Hưng Phát, hợp tác xã nông nghiệp và thủy sản Hưng Thịnh, xã Quang Hưng. Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, hợp tác xã rau an toàn Tiền Tài, thị trấn Khoái Châu đã liên kết với công ty xuất nhập khẩu Minh Hải, thành phố Hải Dương, canh tác dưa lưới trong nhà màng, ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, mở hướng phát triển nông nghiệp mới cho nông dân trên địa bàn. Được công ty xuất nhập khẩu Minh Hải, thành phố Hải Dương chuyển giao khoa học kỹ thuật, gia đình chị Hoàng Thị Tiền tiến hành đầu tư xây dựng 1.800 m² nhà màng, ứng dụng công nghệ trồng dưa lưới. Hiện nay gia đình đang tiến hành mở rộng thêm một nhà tương tự, mỗi nhà trồng 5.000 cây dưa lưới với 80 đến 90 ngày một vụ, mỗi trái nặng từ 1,2 đến 1,5 kg. Hiện mô hình đã trồng được 2 vụ dưa lưới, sản lượng dưa lưới thu hoạch đạt 5 tấn một vụ, giá bán là 35.000 đồng một kg. Sau khi trừ chi phí, mỗi vụ cho thu lãi khoảng 70 triệu đồng, tính 1 năm 4 vụ thì lợi nhuận thu được lên tới gần 300 triệu đồng. Sau khi mà đã chuyển sang làm mô hình trồng dưa lưới này thì chúng tôi có liên kết với cả bên người ta thu mua. Khi đã có người bao tiêu sản phẩm rồi thì chúng tôi rất là phấn khởi. Làm thì công việc làm ở đây thì rất là nhàn. Ký hợp đồng được giá rất là ổn định. Xu hướng tiếp theo muốn mở rộng và làm thêm được nhiều diện tích nữa. Hợp tác xã rau an toàn Tiền Tài áp dụng mô hình trồng dưa lưới theo một quy trình chuẩn, được kiểm soát chặt chẽ từ khâu chọn hạt giống, bồn cây, theo dõi quá trình sinh trưởng, nước tưới cho đến khi dưa được thu hoạch. Hạt không gieo trực tiếp xuống mặt đất mà trồng trong giá thể dưa dừa đã qua xử lý, giúp cây tránh tiếp xúc với vi sinh vật có hại trong đất. Sau đó được trồng và chăm sóc theo quy trình kỹ thuật hiện đại, ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt theo tiêu chuẩn Việt Gáp, nên dưa có chất lượng bảo đảm độ ngọt cao. Hiện hợp tác xã đã đăng ký nhãn hiệu sản phẩm và cung ứng toàn bộ sản phẩm cho công ty xuất nhập khẩu Minh Hải để xuất khẩu ra nước ngoài. Từ khi chúng tôi vào hợp tác xã này thì chúng tôi dồn sang cái mô hình trồng dưa này thì chúng tôi được có nơi về xuất cho thì đảm bảo được cái đầu ra. Rồi về kinh tế thì nó cũng tốt hơn là chúng tôi làm tự tiêu tự phát thế kia. Trong khi điều kiện đất đai sản xuất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp và tình hình ngộ độc thực phẩm do rau không an toàn gây ra ngày càng tăng thì việc xây dựng mô hình trồng dưa lưới, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao của hợp tác xã rau an toàn Tiền Tài là hướng đi và phù hợp với xu hướng phát triển, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, giảm nghèo, tăng thu nhập cho nông dân.
Thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2019, các doanh nghiệp đã ủng hộ tài trợ trên 1.600 tỷ đồng để đầu tư xây dựng hạ tầng và các công trình phúc lợi trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Hưng Yên đã tài trợ 17 tỷ đồng xây dựng nhiều công trình cho các địa phương. Năm 2015, Ngân hàng tài trợ xây dựng trường mầm non xã Đức Hợp, huyện Kim Động trị giá 8 tỷ đồng. Năm 2017, làm đường giao thông nông thôn, thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ trị giá 3 tỷ đồng. Trong 2 năm 2018 và 2019, tài trợ 3 tỷ đồng xây dựng trường mầm non xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, trường Trung học cơ sở Trung Hòa, huyện Yên Mỹ trị giá 3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương dành hàng tỷ đồng xây 10 nhà tình nghĩa, đại đoàn kết cho các đối tượng chính sách, tài trợ cho các chương trình an sinh phúc lợi trên địa bàn tỉnh. Cả hai chi nhánh Vietcombank Hưng Yên đều đang hoạt động hiệu quả và rất tích cực trong công tác an sinh xã hội. Với tấm lòng luôn hướng về quê hương, ông Trần Đức Thành ở thôn Hà Linh, xã Đỉnh Cao, huyện Phù Cử đã ủng hộ gần 2 tỷ đồng xây dựng các công trình nông thôn, góp phần nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Ông Thành hiện là chủ một công ty xuất nhập khẩu chế biến nông sản tại thị xã Mỹ Hào. Chỉ tính riêng từ năm 2002 đến nay, ông đã ủng hộ cho địa phương 800 triệu đồng làm đường giao thông nông thôn với chiều dài hơn 1 km cho bà con đi lại thuận tiện, ủng hộ hơn 200 triệu đồng lắp đặt hệ thống loa truyền thanh cho thôn, 800 triệu đồng làm sân khấu, sân và công trình vệ sinh cho nhà văn hóa thôn Hà Linh, hơn 60 triệu đồng xây dựng cổng chùa Hà Linh. Với cái tấm lòng đối với quê hương thì cũng mong muốn là cùng với bà con nhân dân để mà xây dựng quê hương ngày một văn minh, đánh với lại các cái xã bạn thôn khác, để khi mà mình trở về quê hương thì mình thấy những cái đấy mình đóng góp được thì cũng là một cái ý nghĩa đối với mình sau này. Cái kinh phí của nhà nước thì cái đóng góp của nhân dân là hết sức quan trọng. Đối với thôn Hà Linh thì không thể không nhắc tới ông Trần Đức Thành, là một doanh nghiệp trẻ. Những năm vừa qua thì ông đã rất tâm huyết xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Trong lúc mà kinh tế còn hết sức khó khăn thì ông cũng đã là người khởi xướng đầu tiên. Trong cái sự đóng góp này, cái tổng kinh phí của ông đóng góp lên tới gần 2 tỷ đồng. Những tấm gương điển hình như ông Thành tại xã Đỉnh Cao, huyện Phù Cử là nhân tố tiêu biểu cần nhân rộng, bởi những đóng góp ấy có ý nghĩa rất quan trọng đối với cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng. Chiều ngày 9 tháng 9, được sự chỉ đạo của Tổng cục Quản lý Thị trường, Cục Quản lý Thị trường Hưng Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh kiểm tra đột xuất xưởng sản xuất sản phẩm thời trang do ông Đào Văn Củ có địa chỉ tại thôn Tân Mỹ 1, xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên làm chủ. Qua kiểm tra phát hiện cơ sở sản xuất của ông Củ, mỗi ngày làm ra hàng trăm sản phẩm thời trang nghi giả mạo thương hiệu Snowflake của Mỹ. Xưởng may này rộng hơn 300 m², có khoảng 30 công nhân đang làm việc. Cơ quan chức năng thu giữ hơn 900 chiếc áo thành phẩm, 5 tấn vải, nguyên phụ liệu và 27.500 tem, nhãn, mác các loại. Thời điểm kiểm tra, người đứng tên xưởng sản xuất là ông Đào Văn Củ không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa trên. Cái hàng hóa giả mạo nhãn hiệu làm ảnh hưởng rất lớn đến các cái nhà sản xuất chân chính về giá cả, về chất lượng, về thương hiệu. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập hồ sơ, thu giữ toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu nghi làm giả thương hiệu và đang tiếp tục điều tra làm rõ các sai phạm khác. Cùng với việc đảm bảo cung cấp đủ nguồn nước sạch phục vụ cho sinh hoạt của người dân, thời gian qua tỉnh Hưng Yên luôn coi trọng vấn đề đảm bảo chất lượng nguồn nước và có biện pháp kiểm soát một cách chặt chẽ. Hiện nay toàn tỉnh có 30 đơn vị sản xuất nước sạch, cấp cho 44 hệ thống cấp nước tập trung, trong đó có 21 hệ thống sử dụng nguồn nước mặt và 23 hệ thống sử dụng nguồn nước ngầm. Trong số 21 hệ thống sử dụng nước mặt, có 9 hệ thống sử dụng nước sông Nội Đồng thuộc hệ thống sông Bắc Hưng Hải. Hiện nay có 8 trên 9 hệ thống đã thực hiện xong việc chuyển nguồn sang sử dụng nước sông Hồng, sông Luộc, loại bỏ nguồn nước đầu vào không đạt tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, các nhà máy cấp nước mới được xây dựng, nâng cấp đều đầu tư công nghệ mới nhất trong xử lý nước, chất lượng nước cấp tới hộ sử dụng bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Quy trình sản xuất nước sạch của công ty nước sạch Hồng Tuấn được áp dụng công nghệ của Israel và toàn bộ quy trình hoạt động trên cái phần mềm Mascara của Nhật Bản, chỉ ra được cái chất lượng nước liên tục
và cập nhật 3 giây một lần để kiểm soát được chất nước đầu ra. Nếu mà có chỉ số nào nó ảnh hưởng hoặc là bất thường thì ngay lập tức toàn bộ hệ thống sẽ dừng hoạt động để cho cán bộ kỹ thuật người ta kiểm tra và liên tục luôn luôn duy trì ở cái mức độ nước sản phẩm đầu ra đạt theo tiêu chuẩn 01 của Bộ Y tế. Cùng với việc đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước tập trung để bảo đảm chất lượng nước sinh hoạt cấp tới hộ dân và chấn chỉnh những đơn vị cấp nước chưa đạt tiêu chuẩn, tỉnh đã yêu cầu các đơn vị cấp nước phải thực hiện nội kiểm, tự kiểm tra chất lượng nước của đơn vị mình theo các chỉ tiêu của quy chuẩn và đơn vị chức năng tiến hành ngoại kiểm để đánh giá các chỉ tiêu. Trước đây, việc nội kiểm, ngoại kiểm chỉ được tiến hành hàng quý hoặc 6 tháng một lần, nhưng hiện nay việc kiểm tra chất lượng nước được tiến hành ít nhất mỗi tháng một lần, trở thành yêu cầu bắt buộc với tất cả các đơn vị cấp nước. Việc lấy cái mẫu nước của các nhà máy thì chúng tôi theo nguyên tắc là coi vậy lấy 3 mẫu, mẫu đầu nguồn, mẫu giữa nguồn và mẫu cuối nguồn. Thì mẫu đầu nguồn là mẫu cố định, tức là lấy tại cái địa điểm nhà máy. Còn mẫu thứ hai là mẫu giữa nguồn, là cái mẫu mà chúng tôi lấy ở khoảng giữa của cái đường ống của nhà máy đấy, bất kỳ nhà nào. Mẫu cuối nguồn là cái đoạn mà ở cuối cùng của cái đường ống đấy chúng tôi về bất kỳ ngày nào. Và cái việc kiểm tra của chúng tôi là diễn ra một cách hết sức là khách quan và nghiêm ngặt, và phòng xét nghiệm đạt chuẩn quay vậy 17025, tức là một cái quy trình sản xuất rất nghiêm ngặt và trả lời kết quả một cách rất chính xác. Nếu như hết năm 2018, tỷ lệ toàn tỉnh đấu nối đồng hồ sử dụng nước sạch là 40,3%, thì đến tháng 7 năm 2019, tỷ lệ này đã là 51%. Chính sự ý thức của mỗi đơn vị cấp nước trong việc nâng cao, bảo đảm chất lượng nước cấp tới người dùng cùng sự chấn chỉnh, tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chất lượng nước sạch đối với các cơ sở cấp nước trên địa bàn tỉnh đã tạo niềm tin cho người sử dụng. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.